ready. As a stack and a shock. Oh. A stack. Oh, really? Yeah. That is such a insightful yeah. statement that you made. Yep. I just saw the elephant and the snake. The elephant and the snake. Yep. Okay. Tell me about that. I didn't saw it next. I didn't saw it, Daddy. You got to saw it. I want you to saw it, Daddy. I want you to see it, Daddy. Oh, you want to see a snake like the before we saw a yellow snake, remember? Yeah, I want the elephants, Mommy. You want to see elephant? Yeah, and next time we go to an elephant store. Oh, next time you want to go to elephant store? Yeah. Okay. Why do you always want to go to stores? And then booties. Katie, stop it. We don't like you saying that word. And Santa. And then sea booties. What about Catboy? Catboy is not stinky. This is where blue and red and green are. And then a song pack. And stack candy. Really? A sack. And back. Do you know you have a black mark on your forehead? No, Daddy, in my pants too. Asaku, asaku, Are you saying words? New words? Yeah. Or is she speaking Vietnamese? Yeah. Asaku, asaku. Chữ đó chữ gì? Có nghĩa là gì? What does it mean? Sakarawakawa là gì? Saka, suka, and then baki, and then saka. Saka là gì? Saka means soft. Saka means soft. No. And you know, and daddy is so weird. Daddy is so weird? Yeah. Why? Because, Mommy, because, Daddy, I suck a back. Stack, a stack. Mẹ với ba không hiểu Jay nói gì hết. We don't understand what you're talking about. I don't get it. I stack, but I don't like your video because I can't believe it. What are you looking at, Daddy? What you looking at, Mommy? Well, I'm looking at you. Yeah, we're looking at you. What are you looking at? Cô muốn nhìn vô cái đó đó hả? Oh, you're looking at us in the reflection. Cô nhìn vô cái kính đó hả? JD? That's a bat. What's this letter? Chữ đó chữ gì á? As a bat who bats bat. What's this letter? Zack. She's speaking another language. That's what? Cô nói tiếng gì vậy? And then bath water. Oh. And then Baku. Baku? Yeah. Baku and bath water. Kidding me, Daddy. And then, are you saying bath water? Yeah. I soak it. And then Saki. Oh, she soaks in the bath water. And she lays on her back. And then Audrey. And then Audrey. A statue. Statue. Nói gì vậy? Achoo. Achoo. Eats a stinky sock and then says achoo. Is that your story? Yep. Mm-hmm. The statue. You got a wild story. Statue. Statue. Did you have sugar? You sound like you're drunk, baby. The lights are changing. They're right there too. And they're right there too. Yeah. And right there and right there. Isn't that wild? Wow, I see it right there. In the reflection. Reflections are cool, right? Yeah. It changed
What's in there's a soap. Basu, baku, asaku. Laye. Skokie. Skokie. Nó đang nói tiếng, nó đang nói tiếng khác đó cô chú. Stars. You like Skokie, Illinois? Yeah. Là nhà của ai? You know who's in Skokie, Illinois? Yeah. Ai? Who's in Skokie, Illinois? Bella and Susan. Bella and Susan. Are we gonna see Bella and Susan? Yeah. When? Next year. Next year. Are you sure next year? Yeah. Do you know when next year is? Next year. Do you know when next year is? Yeah, buddy. she wants to do is play. I want a skaku. A skaku. Oh, okay. Stop. Oh. Daddy, I don't want to be here. You don't want to sit on my lap? No, I just. Gì con nói tiếng Việt với mẹ, mẹ mới chơi. This one, baby. À, mẹ con cho mẹ con này phải không? Rồi, ok. Con này tên gì đây? Con đặt tên cho em đi, em tên gì? Em tên Bobby. Em tên Bobby hả? Còn em này tên Bobby tên gì? Bobby chill. Không, hai đứa phải tên khác nhau mình mới biết được. Con đặt tên cho em đi, con đặt muốn tên đặt tên em tên em là gì? Con đặt em này tên là Jade, còn em này tên Audrey, ok? Ok, rồi bây giờ con muốn chơi cái gì nè? Trời nó nói mẹ mày chơi con được không? Thấy thương không? Mẹ chơi con nè. Vì con lấy cái này. Cái này sao con? Cái nào sao? Bây giờ con muốn bỏ mấy em lên xe ngồi phải không? Yeah. Con chất đám lên đây rồi phải không? Yeah. Hả? Hello. What you want? Hả? Bạn want có bạn có bạn 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 có bán món gì? Cái nào? Bà bạn bán món gì? Bạn có bán kem không? Yeah. Có hả? Nhiêu tiền á? Ồ, thấy rồi. Có bao nhiêu tiền á? 200,000 hả? Yeah. Kem gì mắc dữ vậy? Cho không thôi được không? Yeah, không. Sao vậy? Because it's 200. Thôi, không có tiền trả. Oh. Hả? Không có tiền trả. Bây giờ mình với bạn đổi này nha. You wanna trade? Yeah. Bây giờ bạn đưa cho mình kem. Ok? Mình sẽ đưa cho bạn nhiệt khoa nghề tay. Okay. Ok. Sao cởi đồ em ra vậy? Không được, bạn phải mặc đồ vô mình mới nói chuyện với bạn. Okay. Bạn mất lịch sự quá. Thôi con người bạn mất lịch sự quá, bạn đang nói chuyện với tao mà bạn cởi đồ. Bạn cởi đồ ra kêu đó con người bạn mất lịch sự mà không nói chuyện với bạn. Thôi mình đi về đây. Không. Sao vậy? Because let's go. Không, mà bạn không có được cởi đồ ra như vậy nữa nghe chưa? Okay. Mình là con gái, mình không có được chơi vậy nghe chưa? Okay. Dạ mẹ ơi. Mommy. Đúng rồi. Mommy, can we know to fix it? Thấy chưa? Tự nhiên bạn cởi đồ ra làm chi giờ bạn không biết mặc vô? Hả? Yes, I can. Yeah, yes, you can. Rồi, đó rồi. Rồi, yes, you can đi. Mặc đồ vô đi. Trời ơi, tự nhiên nó cởi đồ con ta ra hả? Mình đã dạy bạn như thế nào? Mình nói là bạn là không bao giờ được cởi đồ ra trước công cộng mà bạn có nhớ không bạn? Bạn ơi. Bạn nhớ không? Bạn nhớ không? Rồi chút nữa mình dạy cho bạn bản ABC nha. Mình làm video gần xong rồi, để chút nữa mình dạy cho bạn nha. Yeah. Dạ bạn ơi. Dạ bạn ơi. Ê cái trán bạn dính gì vậy? Hả? Cái trán bạn dính gì nè? Trời ơi có mặc cái bộ đồ vô không mà tới mặc từ mùa đông năm này tới mùa thu năm nọ. Rồi được chưa? Rồi xin chào đi, xin chào. Hello. Hello. I mean hello. Bạn bán cái gì vậy? Bán nhị hoa ngày tây. Yeah. Nhị hoa ngày tây uống để làm cái gì vậy bạn? Công dụng của nhị hoa ngày tây là cái gì? There's no more. Bạn. There's no more. Sorry. Ủa hết nhị hoa ngày tây rồi hả? Dạ. Yeah. Đúng rồi, thứ hai này hàng mới về tới phải không? Yeah. Thứ hai này là bạn giúp mình đi giao hàng nhị hoa ngày tây nha. Yes, mình có nhiều order. That's lắm đó. Not. Nhưng mà mình hỏi bạn nè, công dụng của nhị hoa ngày tây là giúp hỗ trợ gì? Đây mẹ dạy con nè,
Công dụng của nhị hoa ngậy tây là giúp hỗ trợ cho giấc ngủ ngon nha. Rồi bây giờ con trả lời coi, công dụng của nhị hoa ngậy tây để làm gì? Con nói nè, con nói nè, giúp ngủ ngon. No, nói nè, giúp ngủ ngon. Con nói đi, giúp ngủ ngon. Giúp ngủ ngon, sức khỏe đánh ghê. Đúng rồi, giúp ngủ ngon với giúp sức khỏe đánh ghê ghê. Giỏi quá. Rồi bạn còn bán cái gì nữa không? Bạn ơi, Daddy, let's go to Barbie. Đi đâu? Đi Barbie house. Barbie house ở đâu bạn? À, về nhà Barbie chơi hả? Cái này là nhà của Barbie đấy hả bạn? Trời ơi, nhà bạn, bạn dán bông bóng quá trời luôn. Bạn dán hoa, dán đồ, bạn dán dữ bạn. Sao bạn, bạn làm gì mà bạn hoa lá hẹ? À, cái đó là sticker hả? Mà sao bạn hoa, bạn hoa lá hẹ quá vậy? Bạn màu mè quá, lá hẹ quá. Con người bạn sao không có sống đơn giản chút nào nha? Vietnamese. That's mine. Ủa, bây giờ, bạn trả lại ra hả? Rồi, mình bạn lấy thì mình trả lại. Lần sau cho mình mượn lại nữa nha. Baby. She was like, she was pretending selling me stuff. I say, what are you selling? She says, saffron. She's such a comedian. Yeah. She has some good J-O-K-E-S. And then what is the saffron help, JD? Well, it's not opening. Please not open it. Hả? Ủa? Con đi đâu ạ? Ồ, con làm gì con chất em lên đây mà con chạy cho con chở cho một đám vậy? Ồ, chào mừng sự trở lại của bạn. Ủa đi đâu vậy? Where you going? You asked me to go to the mailbox. Trời ơi trời, y như mình ninja vậy trời. Ba giống như ninja. Ninja turtle. Chay, ba giống ninja turtle không chay? Đi đâu ạ? Không. Không, Daddy, I want the ABC, please. Bây giờ tới giờ mình học ABC rồi. Hôm qua mình học rồi, bây giờ mình học tiếp. Mỗi ngày mình học một chút. Rồi, bây giờ con muốn đọc sách phải không? Có cái tướng mà đọc sách kìa cô chú kìa. Rồi. Rồi, đây. Rồi, bây giờ tới giờ mình học ABC. Có cô nào gửi cho Chay những cái bảng ABC nè, cô chú nè. Rồi bây giờ con muốn mẹ trừng phạt nữa không? Con muốn mẹ la không? Ok, không con phải cầm như vậy nè. Bây giờ kêu ba nó dán cái ấy lên rồi. Con chữ này chữ gì con? Rồi không mà chuẩn bị dẫn mặt nó là ăn đập nè. Chữ này chữ gì? B quay nha. E F G A H I K. Oh no, this is your name. What letter is this? K L M N E. Nhìn chữ này nè, con nhìn nè, con nói M. M O. Chữ gì? Noodle. Cái gì for noodle? N N O P U R S T U I V V. Cái chữ gì? Chữ này con biết nè, dub. Dub. Dub gì? W X. Đúng rồi. Cái gì yo-yo? Yo-yo. But what for yo-yo? Y. Z. Rồi bây giờ con bị mắc kẹt cái con là bây giờ con bị mắc kẹt từ cái chữ em nè. Rồi con đọc lại cho mẹ coi. M N O P U I S T U I V. V. JD, stand up. V, look, V for vegetable. Đứng lên ngồi dậy ra học đàng hoàng. Hay là muốn đập, ngồi dậy học đàng hoàng. Nhìn V. For. V for vegetable. Rồi con nói đi, V. No, you have to look at the letter. JD. Chữ đó chữ gì á?
Chữ là chữ X hả? Rồi con vẽ chữ A cho mẹ coi. Bây giờ con vẽ, bây giờ con vẽ cái forte cho à, không phải forte mà con vẽ cái quarter note. Con vẽ cái quarter note coi. Bây giờ con vẽ, bây giờ con vẽ cái quarter note, vẽ cái nốt nhạc cho mẹ coi coi. Nốt nhạc vẽ sao? Rồi sao nữa? Hả? Oh no, I forgot. Inside. Cái đó là half note, cái đó là nốt nốt đơn hả? Cái đó là nốt đơn. Cái nốt đó là không có cái đó là chỉ có cô dạy con hồi bữa đó. Ok. Rồi bây giờ con nói cho mẹ nghe coi forte nghĩa là gì? What does forte mean? Loud, đúng rồi, là lớn. Còn what about piano? Means soft. Đúng rồi, piano means soft. Nhưng mà con không thể nào vẽ lên cái bảng này được. Lấy ra, lấy cái bút ra. Bây giờ đọc lại cái bảng chữ cái ABC cho mẹ thêm một lần nữa rồi mẹ mới cho. Rồi đọc coi, trình dữ. A, B. No. You have to look at the each letter. Ok, chữ này chữ gì? No, this is O for orange. L for lemon. Say L for lemon. L for lemon. Con này nó giỡn mặt. Bây giờ có giỡn mặt, bây giờ có đứng lên đàng hoàng không? Đứng lên. Rồi, lấy ghế ngồi xuống cái xe đi. Rồi, đọc cho mẹ chữ gì? Mom, I'm so bored. No, không có chán. Học là không có chán. Đọc lại chữ mẹ, đọc cho mẹ một lần nữa. Last one. Đọc cho mẹ coi. Tới giờ học là nó chán thấy không? Đọc coi. A B C D F. Chữ gì? F. No, chữ gì? A. Elephant. What is for elephant? Soft. Đọc lại lần nữa. A B C D E F. Chữ gì? E. Đúng rồi. A. Chữ gì? I can remember it. You can. F. U. Chữ gì? U. G. G. G, C, G đi, đọc lại coi. A, B, C. No, đọc chữ này. Chữ gì? A, B, nhìn vô chữ này đàng hoàng. G. Nhìn vô chữ này đàng hoàng. F. Nhìn vô. G. Chữ này chữ gì? A. A, A for apple. Không giỡn mặt nha. Có giỡn mặt phải không? Phải không? Bây giờ giỡn mặt không? Bây giờ có muốn úp mặt vô tường không? Ngồi im đàng hoàng. Ngồi im đàng hoàng coi. Chữ này chữ gì? Chữ gì? Chữ gì đây? Chữ gì đây? A. Có nhìn vô cái chữ không? Ai kêu nhìn mẹ? A. Chữ này chữ gì? A. B. Chữ này chữ gì? C. Chữ này chữ gì? C. Chữ gì? Chữ này chữ gì? Chữ này chữ gì? Ice cream. Chữ này chữ gì? Con không nhớ là mẹ đập con đó. Con ngồi dậy đàng hoàng không? Con này nè, muốn mốt đi học ngu lắm nè. Cô chú nào muốn đi học là nó ngu lắm nè. Chữ này chữ gì? Tới giờ học đó, nó chán nản, nó làm biếng. Chữ gì? Let me remember. Nhớ đi. Mom, can you read the... Được, được, mẹ sẽ bỏ biên vô. Nhưng mà con phải đọc hết cái bảng chữ cái này mẹ mới bỏ. Chữ này chữ gì? Con đừng có tào lao nghe chay. Chạy đi. Stop, I'm being serious. Mẹ đang nghiêm túc nha. Con ngồi dậy, con xếp bằng đàng hoàng cho mẹ coi. Ngồi dậy, xếp bằng lại đàng hoàng cho mẹ. Ngồi dậy xếp bằng lại nghe chưa? Rồi bây giờ nè, không có tập trung vô cái gì hết, bỏ ra hết mấy cái kia cho mẹ. Nhìn thẳng vô đây, chữ này chữ gì? A. B. Mẹ kêu con xếp bằng lại, con ngồi xếp bằng lại cho mẹ không? Lấy cái chân ngồi xếp bằng lại. Nó giỡn dữ lắm, có con này là phải nó giỡn ngư dữ lắm. Chữ gì đây? A. B. C. D. Chữ gì? Không, chữ này chữ gì?
Bây giờ con nghiêm túc hay không? Dạ. Hả? Dạ. Ủa tại sao mà cái ngày nào mà mẹ dạy con học là con cũng mẹ cũng phải la con trước mặt cô chú vậy chay? Hả? Chay. Trời. Bye bye nữa trời đất ơi. Bước lại đây không? Một, mày chỉ cần đếm tới ba thôi. Một. Đọc đàng hoàng, chữ gì? A, B, C, F, G. Chữ gì? Mommy was so mean. Yeah, I have to be mean. No. Yeah, I have to be mean because you don't listen to me. Mẹ phải giữ, tại vì con đâu có nghe lời mẹ đâu. Nếu mà con nghe lời nếu mà mẹ không mean thì con đâu có nghe lời mẹ đâu. Con nói mẹ nói một lần con có nghe mẹ không? Dạ mẹ ơi, thì phải đọc cái chữ làm sao? Không được rồi, con chay này như vậy là không được với nó rồi. Mỗi tối mẹ chỉ muốn con học đúng có 15 phút thôi. Rồi mẹ với mình chơi chơi hide and seek, chơi 50. Có chơi 50 không? Dạ không. Dạ mẹ ơi. Có chơi không? Rồi ngồi xuống đọc cái bảng này cho mẹ lần nữa coi. Có giỡn mặt dễ sợ. Có được đời không? Ngồi xuống. Chữ này chữ gì? A, B, C, D. Chữ này chữ gì? A, B, C, D, F, G. Không cần hát. Bây giờ mẹ chỉ cái chữ này chữ gì? Chữ này chữ gì? Đúng rồi, chữ này chữ gì? Chữ gì? J. K. Đúng rồi, chữ này chữ gì? Rồi, ráng nhớ đi. Chữ này chữ gì? No more. Cái gì for monkey? Chữ gì? Không phải noodle, noodle là chữ N. N mới là N for noodle, mà chữ này chữ M. Giờ nó giỡn mặt không? Cô chú nghĩ là như vậy là có phải là đáng bị phạt không? Đi vô trong kia ướp mặt vô tường đi. Vì cái sự không nghiêm túc khi học bài. Đi vô ướp mặt vô tường. Mẹ đếm từ 1 tới 3 bước ra đi vô ướp mặt vô tường. Bây giờ con muốn ướp mặt vô tường không? Con muốn học. Học thì còn ngồi dạy học đàng hoàng. Hả? Hả? It's dark outside. Nó đâu ngoài trời tối rồi, nó không muốn học rồi cô chú nè. Ủa vậy chứ sáng mới học hả? Trời ơi, có đứa được đời đó, không có nó nằm kìa. Ngồi dậy. Daddy. Rồi đó, ba ra kìa. JD, she doesn't want to study. Look, she's hiding. Are you hiding from studying? No. Con đừng có giỡn mặt hả chay? Bước ra. Trời con này nó giỡn ghê thì chỉ tôi thì cả chứ. Một. Hai. Bước ra. Bây giờ con đọc cho mẹ hai cái bảng. Một cái bảng chữ cái coi, gần 4 tuổi đầu rồi mà không biết đọc 4 chữ cái. Để lên. Chữ này chữ gì? Chữ gì? Chữ này chữ gì? Chữ gì đây? Chữ này chữ gì? Chữ gì? Nhìn vô chữ này chữ gì? Con này con gì? Con này con gì? Biết rồi nhưng mà con này con gì? Nhưng mà con này con gì? Con này con gì? Con elephant. Giờ chị dạy chữ này chữ gì? E. Nó không có tập trung. Chữ này chữ gì? Chữ này con này con gì? I tricked you. Chữ này chữ gì? A, B, C, D, E, F. Chữ này chữ gì? Không phải. Chữ này không phải chữ F. F là chữ này nè. Chữ này chữ gì? Mom, I just want one more time. Listen to mom. It's studying time. Ngồi xuống chưa?
Không có chán. Đọc thêm một lần cuối cùng đi rồi mẹ cho xong. Lẹ lên. Chưa xong, đọc thêm một lần cuối. See, you don't know. Chưa. Hát sai hết rồi. Hát sai hết rồi. Trời ơi, cái cô này nó giỡn mặt thiệt chứ. You don't know your alphabet. Chay đi, mẹ không có giỡn mặt đâu nha, chay đi nha. Mẹ không hề giỡn nghe chay. Nó cứ giỡn không mà cô chú con này nó tưởng tôi giỡn với nó. Rồi bây giờ có muốn dạ mẹ ơi nữa không? Bây giờ có muốn dạ mẹ ơi như hôm qua không? Hả, hôm qua con nhớ là mẹ mẹ làm con dạ mẹ ơi không? Don't rip that page, Jay. Lấy cái cây nè, lấy cái cây. Ngồi dậy. Ngồi dậy. Mommy, I just need a book. Không, đọc cái bản chữ cái xong đi rồi mẹ đọc sách cho nghe. You gotta read the real book. Yeah. Con mà muốn tự đọc sách thì con phải biết những cái bản chữ cái này con mới tự đọc sách được. You gotta pay attention to that, okay? Ok, đọc chữ này cho mẹ coi. Đọc coi. Con chỉ vô cái chữ nào con đọc chữ. Rồi. I just want you to know how to spell your name. So find J. J đâu? Chữ J đâu? Where is J? Chữ J đâu? Đúng rồi. Rồi chữ mẹ muốn. What J? A... Show daddy jade. Where's the jade? Đúng rồi. What? Nice. Where's the A? I like it though. No, I like it. I like it too. Can we share it? Daddy, you got no hair. Bà nó lấy ba nó lấy cái lược chạy đầu, nó nói ba cái lược đó của con mà. Cái ba nó thích cái lược này, cái nó nói hả không được, ba có tóc đầu chảy. No, you gotta comb it that many times so it doesn't hurt. Rồi cho mẹ coi chữ D. I wanna see D. Yeah, you, where's A? Show me A again. I didn't get to see it. A đâu, chữ A đâu? A. Đây mày cầm cho, mày cầm cho con này con chỉ ba. Đây mày cầm cho. Please show me A. Rồi. Please. Where is A? Chữ A đâu? There's J. Rồi, what about A? Where's A? A is for apple. Where's A? Where's the start of the alphabet? A. A, B, C. Where's A at? B, F, C. A, B, C, C. Are you going to be the top of the class or the bottom of the class? Bottom is best. Where's the best? Oh, you're coi con này đi giỡn mặt nè, cái con này đi giỡn mặt giữ nó lắm, nó mà nó con này mà cô chú thấy không, không nghiêm túc với nó là mệt với nó đó chứ không phải giỡn đâu, nó giỡn mặt giữ lắm. Jay, you better grow up to be a doctor. Nope. Or a lawyer. Nope. Or a garbage man. Meanie. À, Jay, where is A? Con cho mẹ coi chữ R for rainbow. Mẹ muốn coi R for rainbow, chữ R đâu? Jay. Uh-oh, Jay. Giỡn lắm con này. Mommy's gonna be pretty upset when you don't answer her question. Mẹ sẽ giận đó nếu mà con không có chỉ cho mẹ nè. Mẹ chuẩn bị nổi giận nè. Mẹ chuẩn bị nổi giận tới nơi rồi nè. Mommy, look what I found the other day. I saw it. Jay, look what I found the other day. Rồi, mẹ chuẩn bị nổi giận rồi. Chỉ cho mẹ coi, chỉ cho mẹ chữ N for noodle. N đâu? Chữ N đâu? N for new new. Chữ N đâu? N. Okay, look at it correctly. Do not look at it upside down. Con ngồi, con coi đàng hoàng, con coi vậy bị ngược rồi. Oh, yes, N for noodle. Okay. Chữ nào? Chữ N for noodle đâu? I can't see it, mommy. Có, con có thấy đó gần. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chữ F. Chữ F đâu? Mẹ muốn thấy chữ F. Chữ F đâu? F is like not find it. Kiếm này, kiếm chữ F cho mẹ coi. Can't find it. Sorry, there's no more.
đó chứ ở đâu mà không có con không tìm được, con xin lỗi mẹ, con không tìm được. Con tìm được, có cái chữ ở trong đó đó, mẹ thấy rồi mà con không thấy rồi. Chữ F đâu, chỉ cho mẹ chữ F. F đâu? I found it. Chữ F. Found it. Hay là một khai ha. Chữ F đâu? Có giỡn không? It's not sorry. Con trai này là không được với nó rồi. Đi bước vô, đi ấp mặt cho tường.